Thầy chào các em học sinh. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết chương 1 quan học. Tiếp theo chúng ta sẽ sang chương 2 âm học. Thì âm học liên quan về âm thanh. Thì trong chương 2 âm học này, chúng ta có những nội dung sau đây mà cần phải lưu ý. Thứ nhất là các nguồn âm có chung đặc điểm gì. Thứ hai là âm trầm, âm bổng khác nhau ở chỗ nào. Thứ ba, âm to, âm nhỏ khác nhau ở chỗ nào. Và thứ tư, âm truyền qua những môi trường nào. Và cuối cùng, chúng ta cùng nhau đề ra một số biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn. Thì nội dung của bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nghiên cứu chủ đề nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Thì chủ đề này sẽ gồm 3 bài. Bài số 10, nguồn âm. Bài số 11, độ cao của âm. Và bài số 12, độ to của âm. Thì chủ đề này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong vòng 3 tiết. Thì tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về nguồn âm. Thầy có câu hỏi chúng ta như sau. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau giữ im lặng và lắng tai nghe. Em hãy nêu những âm mà em nghe được và tìm xem chúng được phát ra từ đâu. Chúng ta phải cùng nhau giữ im lặng và lắng tai nghe nhé. Âm thanh này được phát ra từ đâu? Âm thanh này được phát ra từ tiếng chuông. Âm thanh này được phát ra từ đâu? Âm thanh này được phát ra từ tiếng vỗ tay đúng không nào? Vậy còn âm thanh này được phát ra từ đâu? Âm thanh này được phát ra từ những chiếc ly, chiếc chén bị vỡ đúng không nào? Đấy, vậy những vật mà phát ra được âm thanh, tự phát ra được âm thanh, người ta gọi là nguồn âm. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần A, nhận biết nguồn âm. Thì những vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Các em lưu ý với thầy, những vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Và một số nguồn âm chúng ta sẽ lấy ví dụ như là mặt trống, mặt chiêng khi được gõ, và chúng ta gảy dây đàn, chúng ta đánh đàn đúng không nào, và tiếng chim đang hót rất nhiều. Chúng ta có thể lấy rất nhiều ví dụ về nguồn âm. Đây là một số nhạc cụ mà chúng ta thường biết: đàn guitar, đàn violon, đàn tranh, trống và chiêng. Thì khi chúng ta gảy đàn hoặc chúng ta đánh chiêng, đánh trống thì phát ra âm thanh, thì được gọi là những nguồn âm. Và chúng ta biết được là những nguồn âm khác nhau thì sẽ nghe được những âm thanh khác nhau. Ví dụ như tiếng trống thì khác tiếng đàn lúc nào, vì nó được phát ra từ những nguồn âm khác nhau. Vậy các nguồn âm phát ra âm thanh, liệu chúng có đặc điểm nào chung hay không? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta đi sang phần B. Các nguồn âm có chung đặc điểm gì? Thì thầy có thí nghiệm 1. Thầy bố trí thí nghiệm 1 gồm một giá đỡ, và thầy cột sợi dây cao su nhỏ vào hai giá đỡ, và thầy dùng một ngón tay để bật sợi dây cao su này. Thầy sẽ dùng ngón tay bật sợi cao su này, và các em quan sát dây cao su và lắng nghe xem dây cao su này có phát ra âm thanh, và quan sát xem sợi dây cao su này nó như thế nào. Thì dây cao su này lúc đứng yên, người ta gọi là ở vị trí cân bằng, thì thầy sẽ lấy tay để bật sợi dây cao su này, để kéo sợi dây cao su này đó khỏi vị trí cân bằng. Thì thí nghiệm này rất đơn giản, chúng ta có thể làm ở nhà. Chúng ta quan sát xem sợi cao su này và lắng nghe nhé. Đấy, như vậy là sợi dây cao su này nó đã gì? Rung động. Rung động có nghĩa là như thế nào?
nó đã lệch khỏi vị trí cân bằng này, nó đi lên đi xuống đúng không nào? Đấy, thì cầu dù này nó để đi lên đi xuống khỏi vị trí cân bằng, hoặc là nó rung động đúng không nào? Rung động lên rung động xuống khỏi vị trí cân bằng, và nó có phát ra âm thanh không? À, phát ra âm thanh. Thì từ đây thầy sẽ có nhận xét như sau: sự rung động hay chuyển động qua lại vị trí cân bằng của một vật gọi là dao động. Đó, thì chúng ta đã có một định nghĩa mới là về dao động. Thì dao động là sự rung động, chuyển động qua lại vị trí cân bằng của một vật. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thí nghiệm thứ hai. Thí nghiệm thứ hai, thầy có một chiếc ly thủy tinh và thầy sẽ dùng một cái muỗng gõ vào thành thủy tinh. Đây, chúng ta quan sát thí nghiệm của thầy. Rồi, sau khi chúng ta quan sát thí nghiệm và các em cho thầy biết, khi chúng ta dùng muỗng này gõ vào cái ly thủy tinh này thì vật nào phát ra âm thanh? À đúng rồi, đó là thành ly hoặc là mặt ly đúng không nào? Phát ra âm thanh. Vậy khi mặt ly hoặc thành ly này phát ra âm thanh thì ly này có rung động hay không? À có đúng không nào? Chúng ta thấy thành ly này đã rung động. Và chúng ta nhận biết sự rung động này bằng cách nào? Suy nghĩ trả lời cho thầy. Nhận biết được thành ly này rung động bằng cách nào? À, chúng ta nhìn mắt thường chúng ta cũng thấy được đúng không nào? Đây, chúng ta nhìn mắt thường này. Đấy, quan sát này. Đó, nó rung động này. Đó, nhìn mắt thường. Hoặc chúng ta có thể dùng tay chúng ta sờ vào. Hoặc là chúng ta đổ nước vào trong cái ly này. Thì khi mà cái ly này rung động thì cái mặt nước nó sẽ rung động theo đúng không nào? Hoặc chúng ta có thể bỏ một số mảnh giấy nhỏ hoặc là những miếng xốp nhỏ chúng ta bỏ vào trong cái ly này, thì khi ly này phát ra âm thanh hoặc là cái ly này rung động thì cái xốp và những tờ giấy nhỏ nó cũng rung động theo. Thì từ thí nghiệm trên chúng ta có nhận xét gì? Cái ly này phát ra âm thanh thì ly này có rung động hay không? À có đúng không nào? Hoặc là mặt ly dao động phát ra âm thanh. Rồi, từ hai thí nghiệm trên thầy giúp cho chúng ta một kết luận như sau: khi phát ra âm các vật đều dao động. Đấy, từ thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2 chúng ta sẽ có một kết luận là khi phát ra âm các vật đều dao động. Những vật mà dao động sẽ phát ra âm thanh. Để tìm hiểu thêm một số dụng cụ phát ra âm thanh thì bộ phận nào của vật đó phát ra âm thanh, chúng ta sang phần C nhỏ vận dụng. Theo câu 1, hãy tìm hiểu xem bộ phận nào dao động phát ra âm trong những dụng cụ nhạc cụ sau đây. Đây, thầy có một số đàn guitar, đàn violon, đàn tranh. Thì khi chúng ta gãy đàn đúng không nào, thì đàn này phát ra âm thanh, thì các em hãy cho tôi biết bộ phận nào của những cây đàn này dao động phát ra âm thanh nào. À đúng rồi, dây đàn đúng không nào. Khi chúng ta gõ chiên thì bộ phận nào cái chiên này phát ra âm thanh? À mặt chiên đúng không nào. Và khi chúng ta đánh trống thì bộ phận nào của trống dao động phát ra âm thanh? À mặt trống đúng không nào. Thì câu hỏi thứ hai như sau: khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe được tiếng trống, vậy vật nào đã phát ra âm đó? Thì có bốn đáp án A, B, C, D. Thì câu này rất đơn giản đúng không nào. Khi gõ trống thì mặt trống nó sẽ dao động phát ra âm thanh. Tiếp theo câu số 3, ta nghe được tiếng hát ca sĩ trên TV, vậy đâu là nguồn âm? Thầy có 4 đáp án A, B, C, D. Các em lưu ý câu này,
nghe tiếng hát của ca sĩ trên tivi. Đấy, thì đâu là nguồn âm? Câu A, người ca sĩ phát ra âm đúng không? À, không đúng. Vậy chúng ta chọn đáp án nào? À, đáp án D, màng loa TV tự động phát ra âm. Vì sao chúng ta lại chọn là màng loa TV tự động phát ra âm? Vì đây là ca sĩ hát trên TV đúng không nào? Ví dụ như TV nó phải hỏng, hỏng loa thì chúng ta có nghe được âm thanh không? À, không. Chúng ta cùng nhau xem một video nha. Đấy, sau khi chúng ta đã nghe được video và cho thầy biết, khi chúng ta nghe tiếng sáo, vậy bộ phận nào của cây sáo phát ra âm thanh? Khi chúng ta nghe được tiếng sáo, bộ phận nào của tiếng sáo phát ra âm thanh? À, một số bạn nói là cây sáo phát ra âm thanh, hoặc là những cái lỗ của cây sáo phát ra âm thanh. Suy nghĩ trả lời câu này cho thầy nè. Chúng ta nghe lại một lần nữa ca sĩ thổi tổ sáo nha. Vậy khi mà chúng ta nghe tiếng sáo thì cột không khí của cái sáo dao động phát ra âm thanh. Đấy, chúng ta lưu ý được là khi chúng ta thổi sáo đúng không nào, chúng ta thổi hơi vào thì cột không khí trong sáo dao động phát ra âm thanh. Thì âm phát ra càng cao, càng thấp thì tùy theo khoảng cách từ miệng sáo đến lỗ mở mà ngón tay ta nhấc lên. Thì chúng ta biết được ở trong cây sáo có rất nhiều lỗ đúng không nào, và có cái lỗ rất là to, chúng ta thổi vào thì âm cao, âm thấp thì tùy theo mà cái khoảng cách chúng ta bấm vào những cái lỗ gần miệng sáo, chúng ta bấm vào, chúng ta nhấc tay lên đúng không nào. Thì câu này chúng ta phải nhớ được là cột không khí trong sáo sẽ được phát ra âm thanh. Tiếp theo chúng ta sang câu số 5. Khi nhạc sĩ chơi đàn guitar đang nghe thấy tiếng nhạc, vậy đâu là nguồn âm? Thầy có 4 đáp án A, B, C, D. Tay ta bấm dây đàn, tay ta gãy dây đàn. Câu C, hộp đàn với dây đàn. Thì chúng ta chơi đàn guitar thì nguồn âm là dây đàn đúng không nào, rất đơn giản. Thì nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta cần lưu ý cho thầy như sau. Thứ nhất là nhận biết về nguồn âm. Thì vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Và những âm phát ra thì có đặc điểm chung là đều dao động. Và chúng ta phải biết được cách tạo ra âm thanh và nhận biết được bộ phận nào phát ra âm thanh. Ví dụ như chúng ta biết được cách tạo ra âm thanh, chúng ta gãy đàn đúng không nào, chúng ta thổi sáo thì bộ phận của cây đàn phát ra âm thanh là dây đàn đúng không nào, và cây sáo là cột không khí ở trong sáo dao động phát ra âm thanh. Thì thầy có một thông điệp dặn dò chúng ta như sau, là chúng ta phải học bài, làm bài tập trên hệ thống lớp học và chuẩn bị trước phần độ cao của âm là bài số 11. Thì chúng ta biết được âm thanh phát ra từ những nguồn âm đúng không ạ? Nhưng mà có những âm thanh không thể nghe bằng tai mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Đó là âm thanh của tình cảm, âm thanh của sự yêu thương đúng không nào? Đấy, thì đây cũng là nội dung thầy muốn gắn gửi cho chúng ta, và cũng là nội dung kết thúc của bài học ngày hôm nay. Thầy chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe.